Các bạn nhớ đăng ký Phước Trường Official để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Phước Trường Official. Và hôm nay cameraman của Phước Trường đó chính là anh Đen Vlog. Hôm nay chúng ta đổi vai và hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn một cái video thật là hấp dẫn, đó là một cá đồng siêu khổng lồ. Đây. Đây là bà nội mình. Bà nội mình đang xẻ con cá ra. Con cá ra. To chưa luôn, cá to quá, to luôn. Cá to vậy. Đây là con cá đẫm. Con cá đẫm. Đây là con cá đẫm. À, đánh bắt ở biển Vũng Tàu, Long Hải. Long Hải Vũng Tàu. Quê của chú Trường mình đó. Thế như vậy. Con cá này 10 kg. Con cá này 10 kg. Con cá 10 kg nhé các bạn. Con cá 10 kg đúng không chú Trường? Đấy, ông vừa mới nói xong là 10 kg. Đây con 10 kg. Bà nội đang làm gì? Bà nội đang làm gì đấy? Bà nội chia ra làm cho tủ lạnh ăn dần. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái ông ba lần trước nha. Đây là cái ông ba đang ngủ nè. Tôi bảo quay phim mà lại ngủ giống như ông trước đi toilet không quay nữa nè. Đang ngủ. Đang ngủ. Đang ngủ nha. Mà ngày hôm nay con làm nhiều clip lắm rồi đó bà nội. Con làm từ bữa trưa cho đến bữa tối luôn á. Con làm về clip gọi là hả, làm lòng chim xong rồi làm về bếp nè, xong rồi các kiểu rồi. Một ngày mà con làm nhiều lắm như vậy á. Con lên con đi theo chú Trường. Trời ơi, bà nội cắt kiểu gì nó banh thành này. Rồi, thế là xong được con cá. 1, 2, 3, 4, 5 cái đầu nữa, 6. Cái đầu sao mà ăn được bà nội? Bà nội ấy là nấu lẩu cũng đúng. Cái đầu cũng nấu lẩu cũng được. Cái đầu nó lỏng được vậy. Rồi đấy. Xách ra cho bà nội nha. Đây nha anh em thấy không? Đó. Cái thịt con cá nè, anh em nhìn nè. Trời ơi. Nhìn nó ngon. Nhìn nó ngon. Cá to chưa? Cá to đến tuổi. Đó. Rồi, bắt đầu rửa đây. Tại bây giờ bắt đầu sẽ đi rửa nha. Đây là thùng sốt của nó đây nè. Trời. Đây rồi. Trường ơi, lấy hộ cho con dao nhỏ đi. Nhiều đá quá. Bỏ đá ra bớt đi. Cho tạm vào đá đi. Đây nè, anh em thấy không? Đây là cái bàn để rửa tiền nè.
Nhưng mà các bạn nhớ comment phía dưới nữa là con cá này nó có ngon bằng mấy con cá khác không nha. Con nói các bạn, các bạn nhớ comment xuống dưới xem con cá này nó có ngon bằng mấy con cá khác không nha. Có ngon lắm. À, con nói vậy đó. Suốt ngày con thấy gì là con cứ kể mình hoài à. Con cứ nói là các bạn nhớ comment xuống dưới đi. Đây là cái lồng cho con cu đất của mình nè. Đây nè, đây là cái lồng của con cu đất mình nè anh em. Ba mình chưa làm xong, ba mình làm từ bữa trưa. Mà bây giờ đến buổi tối vẫn ngủ. Bây giờ đến buổi tối ngủ xem mình làm thành được cái lồng trời. Con cu đất nó ở cái lồng nhỏ này mấy ngày rồi. Rồi, ba nội sẽ rửa nha. Rửa sao? Trời có sấm sét mưa rồi anh em ơi. Tại bây giờ bữa tối mà mình quay lúc bữa tối chắc mưa không được rồi. Mưa quay sao trời. Vậy thôi bây giờ mình đi về nhà trước vậy. Suốt ngày không phải ngủ. Tại ngủ, phải ngủ thì nào cũng ngủ. Cái chuyện đâu rồi? Đây, đây là mắt kia nè bạn ơi. Ok, thì hồi nãy mình giới thiệu là cái lồng chim của con cu đất mình mà mình đã là ba mình đang làm dở bữa trưa cái tự nhiên ngủ luôn rồi. Này này nha, đây là chú trường đang thay thả em ít cây này à. Em ít cây nè anh em. Em bé mới đi vệ sinh xong. Em bé ít cây hai cằm, em ít cây cười á. Bao hai cầm ơi. Bao hai cầm à. Cái này quay. Cái này quay mới quay rồi. Yeah, xong rồi. Đừng ngủ à. Bánh bao bên kia xong rồi. Chứ quay được chứ chưa. Đừng quay chân trước chưa. Là xong rồi. Em biết kia đã thay tạ xong rồi. Và em biết kia cười ha ha ha. Chứ chưa mấy cái kia lên chơi. Em biết kia ra chơi đây. Rồi. Đây. 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 Để nhỏ lại rửa cá trời không quay cái cảnh này đâu. Trả cho chứ nè đi tắm ơi. Tôi thấy tự nhiên bắt anh đi tắm rồi. Ồ tắm nữa hả? Rồi xin chào mọi người đi. Còn quay không? Còn quay không? Còn quay không? Còn quay không? Còn. Giờ đi xin chào mọi người ơi. Cú chào đi. Chào mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Được ạ. Các bạn dễ thương. Xin chào mọi người, vừa rồi mọi người đã được theo chân anh Đen Siren Vlog đi tham quan và đi và xem bà ngoại ấy bà nội chặt cá. Bây giờ chú Trường bế em bé. Rồi, chúc mọi người xem video vui vẻ và đón xem những video tiếp theo như nữa nha. Bye bye. Kì bye bye này. Đó. Cũng biết cười nè. Xin chào các bạn, mình đã thay tả cho em Vicky xong rồi. Bây giờ mình ra mình xem bà nội đang làm món cá gì nữa nha. Ok. Đi ra đi. Đi ra. Ủa, bà nội đi vô rồi hả? Bà nội đã làm xong rồi. Làm sao chưa? Đâu rồi đây.
Cảm ơn em bị trôi này. Còn đây là ông ba chuyên ra ngủ. Lúc nào mình muốn quay cũng ngủ hay là đi toilet gì đó. Thôi tí nữa mình ăn cơm thôi. Xưa cao cô ơi, cao ơi là cao. Đây là lòng của cái con bé mình. Cái hô cà mới bơi lại cài hô ca. Tắm rồi mặc quần áo đấy hả? Không là đồ cũ này đứng ở đây bà chặt cá ra mọi người ở đấy. Đứng đây quay. Bà nội đang rửa cá. Rửa cá là 10 giờ đến rửa sao. Tạm biệt các cá ra. Cắt cá rồi. Cắt cá rồi chứ bà nội đang làm gì vậy? Đang lấy vậy, đang rửa cá. Đang lấy vậy rửa cá. Okay, bây giờ mình sẽ đi lên mình quay mẹ mình nha. Ok, em đây là mẹ mình với lại em đó mình nha. Xin chào các bạn nha mẹ. Xin chào các bạn. Đây là em đó mình nha. Đằng trước mình đã có... Em đó mới ngủ dậy cho nên nhìn mặt nó cũng tỉnh bờ à. Đây là để lại gần cho nên thấy nè. Thấy không? Mặt thằng đó. Nhìn thằng... Ok, cái nhà mình nó hơi có chút màu đen anh em ơi. Nhà mình nó hơi có chút màu đen ở chỗ điện nó đây. Hơi chút màu đen anh em ơi thì nè. Có chút màu đen nè anh em. Thôi, bây giờ mình sẽ đi xuống mình quay bà nội của mình đang làm gì nha. Chờ mang đợt nước thì đúng rồi, chứ đang bơm nước bỏ tủ lạnh. Bạn nước lắm. Rồi mình phải bỏ tủ lạnh. Trời ơi, bình của ai vậy? Bình siêu nhỏ và bình siêu to khổng lồ của Cookie đó. Hả? Hả? 2.6 lít. Trời đất chúa ơi. Những chai Coca rồi siêu to khổng lồ vậy. Chai Coca thì 1.5 lít. Xin chào mọi người, hẹn mọi người vào tiết mục tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở tiết mục văn nghệ tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký Phước Trường Official để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé.